Chuyện này chắc mình gặp được chính hiệu đệ nhất ngốc rồi đó. Người ta nói lù hù có ông cù đậu mạng. Đừng coi thường nha, anh ta mới vừa cưới được con vợ, vừa giàu vừa đẹp, ai thấy cũng vắt thèm hết. Bây giờ ông dám cái với tôi hai dạ lúa không? Chơi chơi hai dạ lúa một quéo chơi luôn. Cuối năm đá gà cho nó vui, bà con cô bác nào mà bắt cá là chuyện riêng của mỗi người, chúng tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Nhưng ông cả với ông Hương hai người cũng mới cá với nhau nguyên bồ lúa mà. Nhưng đó là chuyện riêng của tụi tôi, mà con đâu cần chịu trách nhiệm, phải không? Tôi bắt con ô á, anh dám chơi giả lúa không? Xong trận về nhà xúc liền. Ủa con ô là con nào? Con ô là con gà đen nè. Nhưng tại sao lại gọi nó là ô, mà con chó đen lại kêu là con chó mực? Thì nó đen thui như mực tàu, gọi là mực chứ sao? Tại sao con mèo đen lại kêu là con mèo mung? Thì tại giống cổ mung. Tôi dẹp đi. Có đá không? Tôi bắt con ô đó. Đá thì đá, nhưng tôi không dám chơi lúa đâu nghe. Vợ tôi không cho. Chưa thấy ai mà sợ vợ như anh. Anh nói đi, anh muốn chơi cái gì? Tôi có 2 đồng kẽm nè, vợ mới cho. Rồi chơi, nhanh phải đưa tiền cho tôi giữ, lỡ nhanh thua anh chạy mất thì sao? Nhưng nếu tôi thắng thì sao? Thì tôi đưa cho anh 4 đồng được chưa? Xin bà con nói ra một chút, đôi bên giao kiến.
Vợ ơi, vợ à, vợ ơi, vợ đâu rồi? Vợ ơi, vợ ơi, vợ, vợ ơi, vợ, vợ, vợ ơi, vợ. Anh ta là ai mà trông quen quá vậy chị? Chàng ngốc, ngốc ơi là ngốc. Cô vợ không chịu nổi, bỏ nhà đi rồi. Chiều nào cũng lên đồi, đứng ngóng trông. Thôi đi. Chà, từ hồi nào tới giờ mình mới nghe thấy cảnh hòn giọng thê đó chị. Thiệt, ở đời có cái ngốc nào giống cái ngốc nào đâu. Nhanh chân lên đi chị, trời gần sụp tối rồi đó. Thưa ông bà, thầy khoái dỗ quá vợ, nhưng cô nhà cũng là gái đã có chồng. Thầy khóa là người có học, nhà lại giàu có nhất nhì vùng này. Tôi đã làm mai nhiều đám, nhưng đám này là xứng đôi vừa lứa nhất. Riêng cô nhà thì bảo đảm sẽ được ấm thân. Chúng tôi thì ưng rồi đó, nhưng chỉ sợ con gái tôi. Cha mẹ đặt đâu phận làm con có hiếu, phải biết nghe lời ngồi đó. Cái quan trọng là ở ông bà. Nhưng mà dẫu sao á thì nó vẫn là gái đang có chồng. Chàng ngốc đó hả? Ừ. Trời ơi, ông bà sợ gì anh ta? Cả năm nay cô nhà đã bỏ về để ở, giờ đi lấy chồng, chưa chắc anh ta biết. Mà có biết, ngốc như anh ta làm gì biết đường đi thưa kiện. Cả họ hàng nhà anh ta chết hết rồi, có ai dư hơi đâu mà bày vẽ cho anh ta chứ. Chàng ngốc ơi, chàng ngốc. Trời ơi, anh biết tin gì chưa? Ngốc ơi là ngốc, anh sắp mất vợ tới nơi rồi. Vợ anh đã đồng ý lấy thầy khóa, 3 hôm nữa là tụi nó làm đám cưới rồi đó. Tôi có biết chứ, người ta đã nói cho tôi hay rồi. Sao anh không tìm cách trị cho tụi nó một trận? Bà không thấy tôi đang dồn hết chiếc khôn xuống đầu để tìm cách cho vợ tôi trở về hay sao? Thôi cái trò ngốc này đi. Tôi không còn cách nào khác. Ngốc vừa vừa chứ, không biết thì phải đi học khôn với người ta. Học khôn? Học khôn là làm sao hả bà? Là đi đây đi đó, xem ai người ta làm gì, hoặc nói gì hay thì mình học. Có vậy mà tôi nghĩ không ra. Đúng là đồ ngốc. Nhanh chân mà đi học khôn, không thôi mất vợ đó nghe. Câu này hay đây, mình phải học mới được. Thơm thơm ngồi đám cỏ xanh, hơn ngồi chiếu qua. Thơm thơm ngồi đám cỏ xanh, hơn ngồi chiếu qua.
cũng chết. Ui da. Hay hay thập thò lo cũng chết, thập thò lo cũng ít, thập thò lo cũng chết, thập thò lo cũng. Sao cũng là ruộng mà chỗ này ứ nước, chỗ kia lại khô hạn, hả chú? Cũng như con người ta, có kẻ giàu, người nghèo, vậy thôi. Mày thích học nói chữ à? Để tao chỉ mày câu này. Vô bàn nhậu, mày nói bảo đảm người ta nể mày liền. Câu gì hả chú? Thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Nghĩa là sao hả chú? Nghĩa là ruộng trên thì ứ nước, còn ruộng dưới thì khô. Cũng như trong bàn nhậu, đến lượt ai uống, cứ cầm ly để đó hoài, làm người khác phải chờ. Thì mày nói câu đó như một kiểu nhắc khéo rất hay. Thấy không? Ồ, hay thiệt. Thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Thượng điền tích thủy, hạ điền khang. À, cháu nhớ rồi. Thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Còn một câu nữa cho lúc chia tay. Một đi không trở lại, cũng rất hay. Là câu gì chú? Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố. Nghĩa là cây gỗ lớn trôi trên sông, không thể quay trở lại. Câu này hay thiệt. Còn gì nữa? Người xưa nói câu nào mà không hay, thấy không? Đại mộc lưu gia bất hồi cố, đại thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Xin mời. Mời. Thôi, cơm no rượu say rồi, xin vô phép về trước. Mai ta lên quan sớm. À, dạ. Thôi, cơm no rượu say rồi, xin vô phép về trước. Mai ta lên quan sớm. Thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Mai ta lên quan sớm. Thượng điền tích thủy. Mừng cho cô dâu chú rể được hạnh phúc đến gạt răng lòng đầu bạc. Chúc hai cháu nên duyên chồng vợ, hạnh phúc trăm năm, tâm đầu ý hợp. Có gì vậy ông? Thằng ngốc nó tới. Ôi trời, tưởng có chuyện gì. Nó tới thì mặc nó, làm gì mà phải sợ. Vợ bỏ đi cả năm nay không kiếm được về, giờ đến để làm gì? Ba má ơi, con thấy chuyện này kỳ quá. Kỳ cái gì? Cứ thay kệ nó, coi thử nó làm được gì cho biết. Cái thằng ngốc này không biết nói gì cho ra hồn đâu. Ui da. Đứng rồi xong vậy ai? Thên thên ngồi đám cỏ xanh, hơn ngồi chiếu qua. Anh ta có ý thách thức đó. Có thật là anh ta ngốc không? Bàn phía bển làm mạnh mạnh nha.
thấp thò, thấp thò, lo cũng chết. Anh ta không ngốc nghếch như ba tưởng đâu. Con nghi rằng anh ta đã âm mưu gì đây ba. Con đừng có lo, nó ù lì như đá vậy đó. Bà dám chắc với con là nó cũng dám phá phách cái gì đâu. Mày ra kêu nó vô, cho nó ngồi dưới mâm dưới, nghe chưa? Mời. Mời cậu vô. Dạ chào các bác, các chú, các cô. Chào các anh. Xin mời mọi người nhập tiệc. Đó, thấy không? Nó có biết nhục gì đâu. Xếp dọc cái bàn hạng bét, không có một giọt rượu để uống. Vậy mà nó cũng chịu. Thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Mày đâu? Đem rượu ra cho nó. Kìa. Nó nói được câu ấy, nhất định không phải hạng xoàng. Chắc chắn nó không chịu để mất vợ dễ dàng đâu. Thật ra nó không ngốc như cả nhà này nói. Việc này e sẽ lôi thôi to. Cái bằng khóa sinh của con không khéo lại bị lột mất vì cái tội phạm đạo lý đó con à. Dạ, con xin phép phải về. Tiệc cưới phải hoãn lại thôi ba. Ủa, sao vậy? Anh xui à? Con cứ nghe ba, mọi việc đâu sẽ vào đó. Nó chỉ là một thằng ngốc, dù có nó hay như thế nào thì nó cũng đâu có làm được chuyện gì đâu. Xin mọi người hãy chịu khó nán lại trong giây lát, dự xong đám cưới đã. Đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố. Nó không lắm nghe. Nó chửi mình đó. Vậy mà ông cứ cho rằng nó ngốc. Thiệt là dối trá quá mức. Thôi, cơm no rượu say rồi, xin du phép về trước, mai ta lên quan sớm. Thằng này nó dọa đi kiện đó, chắc là có đứa nào chỉ vẽ cho nó rồi. Phải cho con gái mình quay về với nó thôi, kẻo không thì quan gia. Mát nghe. Vợ có mệt lắm không? Vợ thích ăn gì để tôi mua. Ăn gì? Ăn con tu li. Hả? Ăn con tu li. Được rồi, tôi sẽ tìm mọi cách mua bằng được cái con tu li cho vợ vừa lòng ha. Ủa?
gì mới đúng. Cậu hai, ghé đây nè. Cậu hai, hôm nay ăn đùi nạc dâm hay là ba chỉ? Toàn là thịt ngon, mới xẻ còn tươi trong vậy á. Bà có bán con tu ly không? Hả? Trời đất ơi, nhà tôi bán thịt ba đời rồi á, không biết con tù lì gì hết á. Sáng sớm vô đây trụ ếm hả? Thôi đi đi, mời cô đi. Chị ơi, chị có biết con tù lì bán ở đâu không? Con gì? Con tù lì á. Con tù tì hả? Không phải, con tù lì. Thôi đi ông khùng ơi, làm ơn đi chỗ khác chơi phá. Để tôi bán chứ. Đi chỗ khác chơi đi, để tôi bán nghe không? Tôi nhận ra rồi, chàng ngốc ở làng bên á, năm ngoái suýt mất vợ, nhưng mà mai sau cô ta lại trở về. Nè, coi ngốc vậy chứ chuyện ấy không có ngốc đâu nghe. Sắp có con rồi đó. Mày có muốn đồng xu này không? Chú cho cháu hả? Nhưng mà mày phải làm theo lời tao dặn, vui lắm. Được không? Dạ được. Đây đồng xu của mày. Dạ. Bơ ơi, bơ ơi. Có phải chú tìm quần áo của chú không? Phải, sao mày biết? Ai ăn mặc kỳ cục vậy này mà ra đường? Để cháu chỉ cho. Ở đâu? Ở đâu vậy? Cho cháu đồng đi, cháu chỉ liền à. Nè, chỉ chú đi. Cháu thấy có người ném quần áo của chú vào trong căn nhà này nè. Chú cứ vào trong mà tìm. Ê, thằng kia, mày định làm trò gì vậy? Tôi tìm quần áo của tôi, nó ở bên kia kìa. Gì vậy? Ai biết. Ôi da, ôi da, nóng quá. Ôi da, ôi da. Ôi da, ôi. Ê, thằng này gan trời nè. Quýnh nó ăn trận đi. Phải đó, cho nó chặn đi. Ôi da, ôi da, đau. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, ôi da. Ôi, xuống đất rồi, lại sắp lại, lại đây. Ôi, xuống đất rồi, lại sắp lại, lại đây. Ôi, xuống đất rồi, lại sắp lại, lại đây. Ôi, xuống đất rồi, lại sắp lại, lại đây.
Trời ơi, ngốc ơi là ngốc, ngách ơi là ngách. Ui dạ. Ai đời ở trần trùng trục mà chạy vào đám tang để đòi quần áo bao giờ? Vậy mình dạy tôi phải làm sao? Chồng ơi là chồng, có như vậy mà cũng hỏi? Đang đi đường mà gặp đám thì anh cứ khóc lóc chia buồn, có như vậy người ta mới mời anh tha hồ được ăn uống. Ừ. Ui dạ. Trời bữa nay nắng đẹp á, cũng tốt trời thiệt. Thì vậy đó. Ngày bữa nay tôi thấy một ngày tốt. Trời ơi trời, buồn ơi là buồn à. Nhà ai mà lại đưa đám cùng một lúc tới hai người là trời. Xui ơi là xui à. Xin tình tật chia buồn cùng gia đình các bác, các chú, các anh chị. Cái thằng điên, mày nói lảm nhảm gì vậy? Đám cưới của người ta mà nó dám cản đường tôi đánh tôi. Đánh tôi nó một trận nhớ đâu. Phải đó, phải cho nó một trận mới được. Đúng vậy. Tự nhiên đúng tôi vậy. Ủa, cháu là ngốc, con của ông Mùi phải không? Dạ phải thưa bác. Lúc ông già còn sống, thỉnh thoảng ta có gặp. Khốn khổ cho cháu, ngờ nghệt quá. Gặp đám thì phải chúc mừng chứ. Dạ phải chúc mừng làm sao hả bác? Thì chúc cho anh chị tốt đôi, trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão. Trăm năm hạnh phúc bách niên, nhưng dài quá, làm sao cháu nhớ hết được? Thì khổ quá. Thôi cháu hãy nói ngắn gọn là tốt đôi được rồi. Bác ơi. Gì nữa đây chàng ngốc? Bác ơi, bác có biết ở đâu bán con tù lì không? Tù gì? Dạ con tù lì á. Ta sống hơn nửa đời người mà chưa từng nghe cái con nào là con tù lì bao giờ hết. Thôi ta đi. Bác. Tốt đôi tốt. Cái nhà, cái nhà, cái nhà của con ơi. Nhà cháy ơi, con chữa cháy giùm đi. Cái nhà. Tốt rồi, tốt rồi. Tôi lại. Nè, sao ông lại bỏ qua cho cái thằng đốt nhà ông vậy? Ai đốt nhà tôi? Thì cái thằng vừa nói tốt đôi kia kìa. Tốt đôi chẳng lẽ không phải là tôi đốt? Tốt rồi, tốt rồi, tốt đôi là tôi đốt. Tôi đúng rồi, thằng này nó ác quá. Nè nè, ở đây tốt đôi rồi. Cái thằng tốt đôi đây rồi. Đây nè. Bà con ơi, nó đốt nhà tôi. Sao quýnh tôi nói tốt đôi mà. Sao quýnh tôi nói tốt đôi mà. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da. Tốt đôi. Tôi mà làm gì với con mèo quang này bây giờ? Thì làm thịt nó đi. Anh còn ác hơn con lửa. Nãy giờ thoát khỏi chừng cháy, bây giờ lại gặp anh.
Chắc là ông khùng đó. Chạy tụi bay. Nè nè, đứng lại đi, chú không phải khùng đâu. Nghe chú hỏi nè, chú không phải khùng đâu. Lại đây, lại đây. Mấy đứa có biết ở đâu bán con tù lì không? Ông khùng đó, đi tụi bay. Đưa đây. Con tù lì hả chú? Nó đây nè. Hả? Đây là con tù lì. Đúng rồi, chính nó đó chú. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó là con mèo mà. Tại chú không biết đó chứ. Đây là con tù lì. Nhưng nó chỉ khác con mèo ở chỗ không có đuôi. Cho chú mượn coi thử đi. Ủa? À, đúng rồi, đây là con tù lì. Bán cho chú nghe. Chú mua nó để làm gì vậy? Cho vợ chú ăn. Vợ chú đang có bầu, thèm ăn thịt tù lì. À, đúng rồi, có bầu mà ăn thịt tù lì thì bổ lắm. Con tù lì này rất khó tìm. Nếu chú cần thì chú cháu bán cho. Chú cần lắm, cháu bán bao nhiêu? Lại đây. Bao nhiêu được tụi bay? Không biết, không biết. Tụi mình 5 đứa, bán 5 đồng, dễ chia, được không? Được, được. 5 đồng, nếu chú về mua, tụi cháu sẽ bán. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi, không được rồi. Chú còn đúng 8 đồng à. Bán 5 đồng, làm sao chú mua được? Chú năn nỉ mà. Bán cho chú chẳng 8 đồng nha. Được. 8 đồng cũng được. Cảm ơn các cháu nha. Tù lì, tù lì. Tiền của tụi bay nè. Thôi, giỡn vậy được rồi. Trả cho ta đi. Ừ, tội nghiệp. Chắc ổng khùng. Khùng mà biết xài tiền. Nhưng mình phải trả. Mất tiêu rồi. Thôi tao không lấy đâu. Em cũng vậy. Em cũng không lấy luôn. Thôi đi tụi bay. Tao đâu có ngốc như mày. Vợ ơi. Vợ à. Vợ ơi. Vợ. Tôi mua được con tù lì rồi nè. Trời ơi là trời. Ngốc ơi là ngốc. Con mèo mà ông nói là con tù lì hả? Ôi, sao tự nhiên đau bụng quá vậy nè. Ui, sao đau quá vậy? Chết rồi, làm sao bây giờ? Anh đi kêu dì Tư đi. Em đau bụng quá, chắc sắp sinh con tới nơi rồi. Ý,
Nè. Vợ con sắp sanh con tới nơi rồi. Vậy hả? Nhanh lên dì Tư, con mua hết cho. Trời trời đổ. Cái nón. Bỏ đi, con về xin tiền vợ con đền cho. Quyền ngốc. Xuống bếp bắt nước lên nấu, mau. Dạ. Úi da, nóng. Ngốc ơi ngốc, con trai ngốc ơi. Con trai. Con trai. Lại trời, cho con được hơn cha.